Rồi mình xin chào với anh chị nha Mình là Don Len. Thì hôm nay uh, mình có mặt tại uh, Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với anh chị Và hiện tại mình đang đứng trên cái trục uh, đường uh, Và cái đường này có tên gọi là Đường uh, dẫn vào khu trang trại điện gió Thái Hòa Của uh, xã Hòa Thắng với anh chị uh, Và trước mặt với anh chị đó là cái uh, Lối đi ra giao nhau với uh, đường uh, DT 716 của uh, xã Hòa Thắng với anh chị đó trước mặt quý anh chị đó là cái uh, hướng uh, view điện gió uh, của uh, nằm phía bên kia đường của đường DT716 quý anh chị. Uh, và hôm nay uh, mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất ngay trên mặt đường này luôn. Uh, với một cái diện tích uh, tương đối lớn với anh chị. Uh, thì uh, cái uh, lô đất này phù hợp cho cái việc uh, chúng ta phân lô uh, tách thửa được luôn với anh chị ngay tại khu này luôn à, thì trước khi đi vào lô đất thì mình cũng nói qua cho với anh chị biết là cái mức tài chính của cái lô đất này là cũng tương đối cao nhưng với anh chị bởi vì cái giá thì nó giá nằm giá sàn ở khu vực này thôi nhưng mà bởi vì cái diện tích nó tương đối lớn do đó là đòi hỏi một cái mức tài chính lớn như quý anh chị thì với anh chị nào nếu chúng ta mà cái tầm tài chính mà không có đủ thì có thể xem để tham khảo thêm nha quý anh chị thì trước mặt quý anh chị đây là cái hướng đi vào khu trang trại điện gió Thái Hòa của Ủy ban dân xã Hòa Thắng quý anh chị đó thì mình cũng đi vào lô đất luôn, không để với anh chị đợi lâu. À, thì đây, trước mặt quý anh chị là lô đất đây với anh chị. Đó nằm ngay trên mặt đường nhựa sỏi này luôn. Đó. Thì về ranh giới của lô đất đây, ngay tại cột rào này luôn với anh chị. Đó. Thì ngay tại cột rào này và toàn bộ ranh giới của lô đất là chủ đã Uh, rào uh, trụ bê tông uh, rõ ràng hết đó quý anh chị, trụ bê tông dày đặc luôn. đó thì đây là cái uh, móc đen đầu tiên nè chạy sâu vào phía trong uh, và từ cái uh, cục móc này chúng ta đổ theo dọc theo cái uh, mặt đường uh, sỏi này thì vào thẳng ngay cái 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 biển uh, của uh, công ty điện gió luôn với anh chị. nói chung là gần tới cái kiosk bảo vệ của uh, công ty điện gió Thái Hòa luôn. Đó là ngay cái góc cây tràm cuối cùng nữa với anh chị đó. Và chiều dài mặt đường này Nó lên đến 129m với anh chị Gần 130m mét. À, đó thì đây là toàn bộ khuôn viên của Lô đất này Hết toàn bộ khuôn viên của Lô đất với anh chị đó, Và sau tặng tích à, phía bên kia thì đụng uh, Cái ranh trong của khu uh, đám uh, Bạch đàn đó với anh chị và ngoài ra thì nó có một cái hình uh, thỏi loi ở phía sau thêm nữa Và phía sau là nó có một cái đường uh, đất nữa với chị Đường uh, xe bò uh, Đường đất ở phía sau uh, cuối của ranh giới của lô đất này uh, Thành ra đất có hai mặt đường uh, Mặt đường chính là mặt đường uh, sỏi uh, nghè này đối với anh chị Mặt đường này là của uh, công ty điện gió Thái Hòa họ làm Đó uh, ở đây thẳng trước mặt quý anh chị đó là toàn bộ khu khuôn viên của trang trại điện gió Thái Hòa của ủy ban dân xã Hòa Thắng. Đó. Thì cái lô đất này nó có diện tích là 25.877 mét vuông với anh chị. Gần 2,6 hecta Đó thì cũng với một diện tích tương đối lớn. À, thì cái lô đất này có thích hợp cho chúng ta những nhà đầu tư lớn với anh chị nào có mức tài chính lớn thì chúng ta có thể đầu tư và phân lô thành các cái thửa nhỏ để bán cho những nhà đầu tư có điều kiện mức tài chính thấp hơn rồi một vấn đề nữa với anh chị một vấn đề mình muốn đề cập tới ở đây đó là trước mặt với anh chị đây đây về cái hướng đi ra dt 716 là toàn bộ cái khuôn viên trước mặt với chị đó là uh, chạy từ uh, chỗ khu vực Bào Sen Bào Trắng, chúng ta dọc theo cái đường uh, DT716 về hướng ủy ban dân xã Hòa Thắng thì toàn bộ cái khu phía trước mặt đây là quy hoạch khu dân cư hết nha quý chị. Đó là lô đất của chúng ta nằm ở rì ở mép rì của cái phần uh, quy hoạch uh, đất nhà ở. Đó, thì uh, sau này nếu mà uh, cái phần quy hoạch nó mở rộng ra thì chúng ta cũng được ảnh hưởng uh, được hưởng một phần của cái việc uh, quy hoạch lên thổ cư do đó là sau này cái tiềm năng của lô đất này nó có tiềm năng rất là lớn với anh chị. đó Thì uh, về cái phần uh, ảnh hưởng của uh, quy hoạch điện gió thì cái lô đất này nằm ở rì của điện gió Thái Hòa uh, thì không ảnh hưởng nào, không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà quy hoạch hoặc là nằm trong vành đai bảo vệ an toàn của khu điện gió này hết với anh chị đó thì trước mặt với anh chị đó là thấy những cái cột điện gió đó, và xa xa trước mặt với anh chị đó là cái cái bốt bảo vệ chốt bảo vệ với anh chị chốt bảo vệ của công ty điện gió thì rồi thì mà mình cũng giới thiệu sơ bộ qua rồi thì uh, về mình đi thẳng vào vấn đề về giá luôn nha với anh chị thì uh, giá của chủ nhà đưa ra là 1,4 triệu một mét vuông tức là 1,4 tỷ một xào với anh chị 1,4 tỷ một sao à, và cái mức giá này có thương lượng nữa với anh chị nếu quý anh chị nhà đầu tư nào có thiện trí thì mình liên hệ thông tin mình, số điện thoại mình để bên dưới rồi à, xem vị trí ân ý thì à, chúng ta gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng về giá thêm với anh chị à, thì à, tại vị trí của lô đất này à, mà đi về hướng biển Hồng chính với anh chị đi về hướng biển Hồng chính thì à, khoảng 1 km với anh chị đó à, rồi ngược lại thì chúng ta có tầm nhìn view hai cái hồ bào lớn của khu vực xã hòa thắng này luôn Ở phía trước mặt với anh chị đó là bào trên với anh chị hay còn gọi là bào sen bào ong đó. còn phía dưới là chúng ta là bào trắng hay còn gọi là bào bà đó thì bào trắng là khu view đồi đi cát địa hình đó với anh chị đó, khu du lịch nổi tiếng của xã hòa thắng đó với anh chị À, thì uh, xung quanh lô đất là tầm toàn bộ là tầm view luôn quý anh chị cả hướng uh, đông hướng tây là view điện gió rồi uh, hướng uh, nam là hướng biển luôn quý anh chị đó. rồi uh, ngược lại hướng bắc là chúng ta có hai cái view hồ rất là lớn quý anh chị đó là hồ bầu sen và bầu trắng rồi, tầm view rất là đẹp luôn nếu mà nhìn từ góc độ lai cam đó rồi thì uh, về vị trí thông tin của Đắc mình cũng đã giới thiệu cho quý anh chị một cách cụ thể rõ ràng rồi thì mời quý anh chị xem phần tiếp theo cái phần chất vị trí cũng như là thông tin trên sổ đỏ à, rồi à, phần like cam à, rồi sau đây xin mời quý anh chị xem cái phần tiếp theo nha rồi Cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi rồi tiếp theo mời quý anh chị xem phần thông tin của lô đất trên đó đỏ này với anh chị này tổng diện tích là 25.877 m2 à, và đất đây là đất cây hồng năm thời hạn sử dụng uh, 2067 à, và đây là sơ đồ của uh, từ đất đây thì đây là cái mặt cái mặt hướng này đó là cái mặt đường điện gió này với anh chị 130 m mặt đường điện gió đây à, còn đây là mặt phía sau phía sau nó có phần uh, lồi ra hơi xấu uh, hình dạng hơi xấu một chút nhưng mà được cái là cái phần phía sau nó có bù lại là cái mặt uh, sau này nó có cái đường uh, đường đất với anh chị uh, đường đất xe bò đó uh, với tổng diện tích là 26 gần 22,6 hecta rồi uh, mời với anh chị xem phần tiếp theo nha rồi tiếp theo mời quý anh chị xem phần thông tin lô đất trên cái bản đồ vệ tinh với chị. Thì đây là vị trí chấm ghim đó là vị trí của lô đất với anh chị. Thì và trước hết mình cũng giới thiệu sơ qua về các cái trục đường. Thì đây là cái đường DT716 sáu với chị. Đường DT716 đây. Là đi từ hướng của thị trấn Lương Sơn. À, chúng ta qua hai cái bào bào xanh và bào trắng thì xuống thẳng vị trí này là xuống thẳng xã Hồng Thắng, xã Hòa Thắng này, quý anh chị. À, từ vị trí này là xuống thẳng xã Hòa Thắng. À, thì à, ngay tại đây thì nó có cái đường đi vào à, đường sỏi à, nhựa lớn, với anh chị. Đường đi vào khu điện gió Thái Hòa đây. Thì à, chúng ta cái vị trí lô đất này cách à, cái điểm giao nhau với à, dt 716 khoảng vài trăm mét thôi, quý anh chị. À, rất là gần nó gần với cái mặt nhựa này à, thì đây là hình dạng của lô đất đây à, nó giáp với cái mép chàm này luôn với anh chị à, và phía sau này nó nó còn thò lòi ra thêm một ít nữa Đó, hình dạng lô đất trên cái sơ đồ vệ tinh này cũng tương xứng với cái sổ đỏ luôn với anh chị à, toàn từ cái đường này đi vào tiếp theo thì bắt đầu từ đây mới gọi là phạm vi của điện gió thái hòa này với anh chị à, bắt đầu từ đây uh, trở vào mới là thuộc uh, phạm vi của điện gió thái hòa uh, vị trí lô đất chúng ta đây và từ cái uh, khu vực vực này uh, mà chúng ta đổ ra uh, thẳng ra chỗ mặt nhựa thì đây là khu vực tồn gọi dọc theo đây là quy hoạch uh, khu dân cư hết với anh chị uh, dọc theo cái nhựa này là cái lô đất này chúng ta là giáp với cái rì của quy hoạch khu dân cư luôn à, thì sau này thì à, có khả năng là sẽ, khu dân cư sẽ mở rộng ra thì đến cái phần lô đất của chúng ta luôn đấy à, và cái vị trí này thì nó không có ảnh hưởng đến cái vành đai của điện gió thái hòa như với anh chị à, nó nằm mép ngoài nó không à, thuộc cái phạm vi à, vành đai an toàn của điện gió à, và từ vị trí này thì à, chúng ta nhìn à, toàn cảnh view luôn với anh chị đầu tiên là về hướng bắc này. hai cái uh, hồ lớn đây là bầu sen ở đây là bầu trắng quý anh chị đó, bầu sen và bầu trắng uh, thì ngoài ra thì uh, hướng uh, đông và hướng tây đều là view điện gió uh, và hướng nam thì chúng ta uh, nhìn thẳng về biển luôn quý anh chị từ vị trí lô đất đi về biển khoảng một uh, km thôi quý anh chị đi. đó rồi mình cũng xin uh, kết thúc video ở đây Cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi.